vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Và sau đây là bản tin từ chúng tôi. Ngày Ronaldo và đồng đội ghi 10 bàn vào lưới cầu thủ. Năm 2015, một tuần sau trận thua Villarreal, Real thi đấu như cần một đối thủ để trút cơn thịnh nộ. Rayo Vallecano, đội xếp thứ 3 từ dưới lên, thực sự không gặp may khi phải làm khách trên sân nhà Bernabeu vào thời điểm này. Tưởng như sẽ có cú sốc trên sân Bernabeu, nhưng người ta chỉ có thể chứng kiến một màn hủy diệt của Real trước Jairo. Cùng xem lại trận đấu, ngày Ronaldo và đồng đội ghi 10 bàn vào lưới đối thủ. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của Mr. Zero để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình. Trước khi Zinedine Zidane tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng, Real Madrid từng vùi dập Rayo Vallecano đến 10 bàn thắng trong một trận đấu thuộc vòng 16 La Liga mùa giải 2015-2016. Đó cũng là trận đấu với chiến thắng cách biệt nhất và nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải năm ấy. Hãy cùng chúng tôi xem qua ngày mà Ronaldo và đồng đội ghi đến 10 bàn thắng vào lưới đối thủ để thấy được sức mạnh của đội bóng đến từ Tây Ban Nha khủng khiếp như thế nào ở thời điểm ấy. Ronaldo và các đồng đội có trận quyết đấu với Vallecano tại sân nhà Bernabeu trước 61.000 cổ động viên có mặt trên khán đài. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 16 La Liga diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2015. Không chỉ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, mà vào thời điểm ấy, Los Blancos đã có trận thua trước Villarreal, nên trận đấu này chính là dịp để các cầu thủ Real Madrid nổ súng và lấy lại tinh thần cho toàn đội. Chưa kể, Rayo Vallecano khi ấy là đội xếp thứ 3 từ dưới lên và cũng là con mồi, nạn nhân ưa thích của kèn trắng mỗi khi ra sân, nên không khó để Ronaldo và các đồng đội có thể đánh bại được đội bóng đá cùng thành phố Rayo Vallecano. Đội chủ sân Bernabeu khởi đầu rất hứng khởi và khi mà khán giả chưa kịp làm nóng chỗ ngồi thì Danilo đã giúp Real Madrid tạo ra lợi thế quá lớn. Hậu vệ phải người Brazil trong một pha lên tham gia tấn công đã dứt điểm quyết đoán sau khi nhận được đường truyền từ Bale, dễ dàng hạ gục thủ thành Joel ở tư thế đối mặt. Tỷ số là 1-0 ngay từ phút thứ 3 của trận đấu, tưởng như sẽ giúp Real thi đấu dễ dàng hơn. Nhưng không, bất ngờ đã lại nối tiếp bất ngờ. Rayo Vallecano đã vùng lên rất mạnh mẽ. Bất chấp việc phải chơi trên sân Bernabeu, đội khách vẫn tấn công ào ạt. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Phút thứ 10, từ quả phạt góc bên cánh phải của Rayo, bóng đã được đưa tới đầu của Antonio Almeida. Điều khiến các cổ động viên trên sân Bernabeu kinh ngạc là Keylor Navas lại không thể cản phá được một cú dứt điểm không hề mạnh như vậy. Chưa kịp hết bàng hoàng với pha bóng như cho không của Keylor Navas thì các khán giả có mặt trên sân lại tiếp tục sững sờ với pha làm bàn thứ hai của các cầu thủ áo đen. Chỉ trong vòng 2 phút, từ phút thứ 10 đến 12, Chiguero thoát xuống từ bên cánh trái và tạt vào trong. Josabet bật lên đánh đầu ở vị trí giống hệt bàn thắng của Almeida để đưa Rayo vượt lên dẫn với tỷ số 2-1. Hai pha lập công cùng với một kịch bản tạt cánh đánh đầu mà các hậu vệ Real như thế như kẻ đang đi dạo trên sân khi mà Almeida và Josabet đều không bị kèm trong hai pha đánh đầu cận thành. Rayo thi đấu như thế họ cùng đẳng cấp với Real. Thậm chí trong khoảng thời gian 1 phút sau đó, các cầu thủ Rayo Vallecano còn có thể nâng tỷ số lên 3-1 nếu thủ thành Navas của Real không tỉnh táo cản phá sau cú sút quyết đoán vào góc gần bằng chân trái của cầu thủ Josabet. Sau 15 phút đầu của hiệp 1, tưởng chừng người xem sẽ được chứng kiến một trận đấu kịch tính giữa hai câu lạc bộ và Real Madrid sẽ gặp khó trong trận này. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi Tito bên phía Rayo bị thẻ đỏ trực tiếp cho một pha phạm lỗi với Toni Kroos ở giữa sân. Việc thiếu người khiến Vallecano để lộ nhiều khoảng trống và tận dụng lợi thế hơn người. Đội bóng Hoàng gia gỡ hòa nhờ công của Bale, số 11 của Real bật cao đánh đầu gỡ hòa cho kèn trắng sau đường truyền rất chuẩn xác của Danilo. Bước ngoặt then chốt nhất của trận đấu diễn ra vào phút 28 từ tình huống tranh chấp bóng bổng không thực sự rõ ràng giữa Sergio Ramos và Baena. Trọng tài bất ngờ cho Real được hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng thứ hai dành cho tiền vệ đội khách, người có vai trò cực kỳ quan trọng trong đội bóng áo đen. Trong vòng 28 phút đầu, trọng tài Ignacio Iglesias rút ra tới hai thẻ đỏ dành cho đội khách.
Nếu như thẻ đầu tiên xứng đáng với pha vào bóng thô bạo của Tito, thì thẻ thứ hai có phần hơi nặng đối với pha kéo người của Baena, vì khi pha quay chậm lại cho thấy lực tác động của Baena là không đủ mạnh để Ramos có thể ngã như vậy. Và dù thế nào đi chăng nữa thì quyết định của vị vua áo đen cũng không thay đổi. Ronaldo là người thực hiện pha đá phạt, và trên chấm 11m, CR7 không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Anh thực hiện thành công giúp nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà, trong khi Vallecano rơi vào tình trạng tệ nhất. Benzema có cơ hội uy hiếp khung thành Raso, ngay cả khi thủ môn của đội khách có không bắt được thì pha bóng cũng không được tính vì anh đã rơi vào tư thế việt vị. Chỉ với 9 người còn lại trên sân, Vallecano dần đánh mất thế trận và nhanh chóng sụp đổ trước các đợt lên bóng dồn dập của Real. Đội chủ nhà đã tận dụng thành công cơ hội có 1-0-2 này để biến thời gian còn lại của trận đấu thành một cơn ác mộng với Vallecano. Phút thứ 41, trong một tình huống đối mặt, Gareth Bale đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi anh đẩy bóng đầy dứt khoát đánh bại thủ thành Joel của đội khách. Lại thêm một pha bóng nguy hiểm nữa từ các cầu thủ áo trắng. Bale đón bóng sau quả tạt của đồng đội. Động tác khống chế bóng bằng ngực của anh rất hay, nhưng rất tiếc, cú dứt điểm đã đưa bóng bay vọt xa ngang. Sang đến hiệp 2 của trận đấu, Rayo Vallecano tỏ ra dũng cảm khi không co về phòng ngự số đông, hạn chế bàn thua, và chính hành động ấy chỉ càng khiến thủ môn Joel Rodriguez có thêm nhiều lần vào lưới nhặt bóng, chứ không giúp hàng công ghi thêm bàn thắng nào. Phút thứ 49, khi mới vào sân từ hiệp 2, các cầu thủ của Real đã bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên là pha làm bàn của Karim Benzema, khi số 9 không hề bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đối mặt với thủ môn của Rayo Vallecano. Liên tiếp các tình huống tấn công được tạo ra bên phía Real, và điểm số từ bảng điện tử sẽ thay đổi chỉ là vấn đề thời gian. Sau đường căng ngang của đồng đội, Ronaldo đã dễ dàng đánh đầu làm rung lưới Vallecano, ấn định tỷ số 6-2 của trận đấu. Có lẽ từ đội hình bất cân xứng 9-11 mà Vallecano lại phải chịu thêm bàn thua tiếp theo. Lần này, người ghi bàn là Bale sau đường chuyền như dọn cổ của Ronaldo. Số 11 không mấy khó khăn khi đưa bóng vào lưới của đội khách, tỷ số tiếp tục nâng lên 7-2. Bàn thắng này ấn định cú poker cho tiền vệ xuất sắc bên phía Real, Gareth Bale. Số 11 không cần quá kỹ thuật nhưng anh vẫn có thể ghi được bàn thắng ấy. Cú dứt điểm rất đơn giản này đã đánh bại thủ thành Rayo Vallecano, hay là do sự xuống tinh thần của thủ môn áo cam sau liên tiếp những lần vào lưới nhặt bóng. Và có vẻ như các cầu thủ bên phía Real Madrid vẫn chưa muốn dừng lại, khi mà họ lại tiếp tục khiến bảng điện tử phải nhảy số liên tiếp. Sau đường chuyền như đặc để của đồng đội, Benzema đã tung ra cú sút đầy quyết đoán, hạ gục thủ thành Joel. Vẫn là Benzema với cú ra chân điều nghệ, số 9 của Real đã ấn định chiến thắng cho đội nhà, đè bẹp đội khách đầy yếu ớt Rayo Vallecano, và bàn thắng của anh cũng là bàn thắng ấn định tỷ số cuối cùng của trận đấu cơn mưa bàn thắng ấy. Bạn nghĩ sao về trận đấu mà Ronaldo và các đồng đội đã san bằng đối thủ với tỷ số 10 bàn này? Nó có đủ hấp dẫn, kịch tính, một trận đấu đầy tính chất ăn mây, hay là trận đấu không hề công bằng? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cho chúng tôi biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!